Trước khi mình giới thiệu hai cách mua đồng Laika, thì thử xem các bạn Nga nói gì về Laika nhé. Laika это комьюнити. Laika это будущее. Laika это деньги. Ребята, Laika это супер возможность. Laika это счастье. Laika это путешествие. Laika это комфорт. Laika дисциплина. Laika это будущее и Laika это свобода. Laika это успех. Laika – это история. Laika – это все. Sau đây mình hướng dẫn cách mua Laika bằng Telegram. Cách này mình khuyến khích hơn vì khi đăng ký bằng Telegram chúng ta sẽ được thêm vào nhóm cộng đồng Laika trên mạng xã hội này. Như vậy rất kịp thời theo dõi các thông tin mới nhất về Laika. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh chị thứ nhất là đăng ký nè, thứ hai là mua cái vòng pre-sale này, vòng pre-sale vòng thiên thần nha các anh chị. Đây, các anh chị vào cái thứ nhất, các anh chị bấm vào cái đường link này nha. Rồi. Sau khi bấm vào đường link đó, các anh chị bấm vào chờ ta giùm em nha. Rồi, chờ xíu các anh chị. Rồi, sau khi các anh chị bấm vào chờ ta, các anh chị bấm vào channel nè. Các anh chị bấm vào channel để các anh chị tham gia cái đây, các anh chị bấm vào zone nha. Rồi. Rồi, các anh chị quay ra, các anh chị vào cái box nè. Chúng ta phải mua vòng pre-sale ở trên cái box này, các anh chị like lên box nè. Rồi, sau khi các anh chị bấm vào channel, các anh chị vào zone kênh á, thì các anh chị bấm vào từ chat cho em nha. Rồi. Đây các anh chị. Rồi, các anh chị bấm vào từ ví nha. Rồi, các anh chị đặt cái mật khẩu giùm em nha. Đặt mật khẩu để khi mà chúng ta mua Laika, chúng ta phải đặt mật khẩu. Nếu mà các anh chị mất mật khẩu, các anh chị mất Laika luôn đó nha. Các anh chị chú ý giùm em nha. Rồi, các anh chị bấm vào xác nhận nè. Rồi, các anh chị bấm vào thêm mật khẩu nè. Bấm vào thêm mật khẩu nha. Rồi, chỗ này các anh chị bấm vào nhập mật khẩu với. Rồi, sau khi các anh chị nhập mật khẩu, các anh chị bấm đi nha. Thì đã nhập mật khẩu thành công nè. Rồi, bây giờ các anh chị nhập lại cái mật khẩu nha. Để em nhập lại mật khẩu cái. Rồi, sau khi mà các anh chị đã nhập vào cái mật khẩu thành công thì nó sẽ ra cái địa chỉ ví cái USDT nè các anh chị. Đây các anh chị, địa chỉ ví USDT nè. Thì chỗ này là cái địa chỉ của Binance Smart Chain nha, BEP20 nha các anh chị nhớ giùm em nha. Bây giờ chúng ta sẽ gửi, nó sẽ ra mỗi các anh chị nó sẽ ra một cái địa chỉ ví USDT BEP20. Rồi, bây giờ em sẽ sao chép nè. Em sẽ gửi cái USDT vào cái địa chỉ ví này nha. Thì các anh chị có thể chuyển từ cỡ ví chết là ví MetaMask hoặc là ví nào đó, miễn sao có USDT chuyển qua mạng BEP20 á, thì ở đây em có ít đô trên 40 đô nè, em chuyển từ trên sàn này, sàn Binance nè, em sẽ chuyển về bên đó, gửi vào tiền mã hóa nè. Rồi em copy cái địa chỉ ví bên Tilen nha, dán vào chọn nhớ BEP20 nha các anh chị, BEP20 nha. Rồi em sẽ rút tối đa chuyển vô đó. Rồi, đã, em đã chuyển về phía, em quay lại cái Telegram nha các anh chị. Rồi. Đây các anh chị chờ tầm khoảng. Rồi, sau khi mà các anh chị chuyển vào cái địa chỉ ví này nè, cái địa chỉ ví của cái box á, thì các anh chị đợi 1 tới 2 phút thì các anh chị bấm vào cái chữ Bugat nè. Đó. Rồi, các anh chị bấm vào password nha, password hồi nãy các anh chị đã cách. Rồi, sau khi mà nhập cái password thì đúng á, thì nó sẽ ra nè các anh chị. Chờ từ 1 tới 3 phút nha. Rồi. Rồi, sau khi có 1 phút thì đã các anh chị, nó ra cái bảng nè. USDT đã nạp vào nè. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã có đô rồi. Thì chúng ta bắt đầu mua Laika nha. Các anh chị bấm vào mua Laika giùm em. Rồi, các anh chị, đây nè các anh chị, sau khi bấm vào mua Laika nè. Rồi. Thì cái giới hạn nhiều nhất các anh chị mua là 10.000 USDT nha. Rồi bây giờ chỗ này nhập vào số lượng chỗ đây nha. Bây giờ các anh chị nhập cái số chẵn cho em nha. Rồi bấm đi. Rồi approve xong rồi nè các anh chị. Bây giờ nhập cái password nha. Password nãy đặt á. Rồi sau khi nhập password á thì
sẽ đợi 1 tới 3 phút nha các chị. Để nó cập nhật là cái số dư lên nha. Rồi. Chưa tới 1 phút nó đã cập nhật số dư rồi các anh chị. Rồi. Đã mua thành công rồi các anh chị. Các anh chị phải ghi lại cái mật khẩu đó nha các anh chị, để sau này chúng ta chuyển về ví nha. Rồi thì bây giờ các anh chị muốn lấy cái đường link đó thì các anh chị mua ít nhất là 25 đô nha. Thì mua tầm khoảng 30 35 đô gì đó. Để chúng ta lấy được cái đường link giới thiệu nha. Muốn lấy cái đường link giới thiệu, các anh chị bấm vào menu giùm em nè. Chỗ đây menu nè. Rồi, các anh chị bấm vào loyalty. Loyalty tức là người này nắm giữ trung thành á. Rồi các anh chị bấm vào loyalty giùm em nè. Thì sau khi mà bấm vào loyalty á thì nó sẽ ra cái chỗ này là cái đây là các anh chị copy cái này các anh chị đi giới thiệu nha. Sau đây mình hướng dẫn cách mua Leica qua website của Leica. Đầu tiên các bạn đăng nhập vào trang leica.org. Chọn mục Get Leica. Leica sẽ đưa các bạn đến trang Connect với ví điện tử. Các bạn chọn vào Connect qua lịch. Chọn vào qua lịch Connect. Lựa chọn ví cần kết nối. Ở đây mình sẽ dùng ví MetaMask. Đăng nhập. Và nhấp vào kết nối để xác nhận kết nối với Leica. Như vậy là ví đã được kết nối và có báo là tài khoản ví mình có thể mua nhiều nhất là 44 USDT. Anh chị nhập mã người giới thiệu GEKNZXMX. Mình để bên dưới. Anh chị nhớ nhập mã người giới thiệu để có thể nhận được phần thưởng bổ sung từ Leica nhé. Nếu không nhập thì sẽ không có khoảng phần thưởng bổ sung. Anh chị nhập số USDT cần mua Leica. Ở đây mình sẽ mua 28 USDT. Chọn vào buy, anh chị sẽ được dẫn quay lại ví để xác nhận giao dịch. Anh chị nhập mật khẩu và xác nhận giao dịch nhé. Anh chị quay lại ví và nó đã báo thành công. Với 28 USDT mình đã mua được 466.600 Leica với giá 0.00006 USDT trên một Leica. Anh chị qua mục Loyalty để lấy mã giới thiệu nhé. Anh chị có thể giới thiệu người tham gia cùng xây dựng đội nhóm để nhận phần thưởng ở 3 cấp độ và nhiều nhất là 8% cho mỗi lần mua nhé. Video chỉ là quan điểm cá nhân, các anh chị cân nhắc và tự ra quyết định đầu tư nhé. Chúc các anh chị thành công.